Kính thưa chư quý thính giả, liên tục chương trình đến bài Khuyên người vào lòng phước thiện. Bài này Đức Thầy viết tại Hòa Hảo ngày 25 tháng 2 năm Canh Thìn. Nam mô A Di Đà Phật. Mắt nhìn kỳ màu dưa qua, gầm trong thiên hà nhiều nhà thiếu cơm. Ruộng đồng chẳng có rạ rơm, châu bò ngông cụ nhà nông heo lòng. Canh Thìn bước tới thiệt ngã rồng, trong cho mùa khác ruộng đồng ra sao. Nhà nghèo già cỡ như bao, giờ đau con yêu phương nào cho cả kêu cùng khắp xóm làng. Mấy ông điền chủ cứu ai nàng mới qua, làng gần chỉ nhận tỉnh xa. Lúc xưa thì cùng rút ra với nhau, ngày nay tốt bước sang giàu. Xin thương kẻ khó giúp hào một khi, cầu cô chú bác cùng gì khắp nơi thầy chú một khi hảo lòng. Việc nhà quý bạn đã xong, hiệp nhau làm phước rõ lòng hiền nhân. Lão đây thân khó chẳng sơn, tỏ lời khuyên khích tớ đơn ba nha. Ông nào lòng dạ hải hà, đồng tình bác ấy ra mà làm đi, giúp người đói khó nhu mì, dạy nó tâm trì niệm Phật làm ngay. Bà nào gõ bùa hữu tài, tiền nhiều đất rộng cò bay múc đồng. Cơn này bố thí cho xong, để khi nhắm mắt bên chồng dành chi. Ông ban các chợ sầm hia, tìm hàng thánh mẫu nhờ dân ruộng vườn. Ngày nay thất bát khá thương,
tiền nông chẳng có cơm lường cho ai qua. Mắt nhìn lòng ướt ruột già, cá kêu bôn đào ai là thiệt tôn. Muốn cho rắn đặng quá cùng, xa thân làm thuốc diêm phù dược qua. Giờ bò đến lúc phong ba, gặp cơn bát loạn khó mà yên thân. Phong trần ai cũng phong trần, được sáng nhờ của người bằng khớp thâu. Thấy đời lao lý mà gầu, giúp cho chúng nó ngọ hầu làm ơn. Xin quên mấy lúc mà giận hờn, ra tay tế độ nghe đờn tây quy. Xây dần trời đất tiếc thì, hết cơn bị cực tới kỳ thế lai. Cổ kim hiếm lúc nạn tai, hưng vong suy thành bằng ai lẻ thường. Lớn rộng là ắt phải dương, muốn qua chung khổ tìm đường bồng lai. Ngày trời gỗ cơ hài, về nơi tiên cảnh ngàn ngày đẹp tươi. Giàu sang nghèo khó ơi cùng người, nên ta thương hết dầu cười hay khen. Lòng nhớ xin khái tập rèn, thạch sùng dương khai sách đèn ai ơn. Thanh hiền rồi tích đời xưa, nhờ tâm từ thiện người ơi kính thờ. Chết rồi bỏ của bơ vơ, chỉ bằng làm phải chuyện thơ ghi đời. Sát phàm có mấy lắm hơi, hỏi dài có một mà lời đôi ba. Của dư cho mượn mới là, hảo tầm bố thí ngọc tòa được lên. Chê nghèo giáo nó chỉ bằng bố đức lập nền từ bi. Con
dầm xem kẻ khó tạo tầng rộng tâm sang sớt giác lần với nhau nghèo thời cũng ráng cháo rau chớ đừng gian sao ngày sau thanh nhàn bần cùng cùng sớm liệu toan giữ tâm ngay thảo sớm làng mến yêu mộ khang thần tính cân kiêu khỏi cơn hoạn nạn lam kiều được lên ít ai giữ ơi đặng chi bền tu theo nước lớn dòng bèn thả trôi tuy sai mà tới mấy hồi đất còn lỡ thiết phải bồi tự nhiên tham thương cho kẻ ta điền gặp cơn lúa ngập của tiền ráo tay nó chiều rồi lại đôi mai da bần chỉ đoạn đắng cay nhiều bề lo tròn cha mẹ nhi thế nhằm năm lưng túc não nề tâm mi chung khá thương những kẻ bần cùng tâm lành dữ của dùng vào đây sốt sốt nhà sao mù giết nồi ông chồng quần áo rách lôi thôi bầy con ngơ ngác đòi sới bừa lũ nhỏ dành nhau lẫn chỗ ngồi khua đùa mèo hung ngờ chú thảo muộn rơi chó dần tưởng cho mồi làm than đối khó gì tai ách hỡi kẻ sang vào cứu nạn trôi nạn trôi lúa ngập đối còn xa nhìn chốn mau mau nghĩ tầng mà tế độ dân nghèo trong lúc túng mà
giúp giùm kẻ rơi buổi vừa qua. Có ăn dư quê nhờ thân non, nghèo khổ bần phố thảm dở. Lòng bố thí ngộ thần ca, tỏ lời nhắn nhủ khắp đâu đâu, vạn vật từ nay luôn thảm sầu. Áo nào thương đời đã đôi khổ, ô buồn trăm họ vẽ dài câu. Nam mô A Di Đà Phật.